Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Quận 3 lên tiếng về thông tin trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, bí thư quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên đã phản bác thông tin trên Facebook ông Đoàn Ngọc Hải gây hiểu nhầm có người mất liên lạc dịch bệnh và địa phương không đưa đi cấp cứu. Và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, mới đây Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, có đăng tải nội dung phản ánh đến lãnh đạo thành phố về trường hợp bà Ngô Trân Châu, 54 tuổi là em ruột của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, vừa mất vào chiều nay ngày 27 tháng 7 tại tư gia trước sự chứng kiến của ông Hải. Facebook của ông Hải có hai bài viết về sự việc này. Ở bài viết đầu tiên, ông Hải viết bà Châu bị sốt và khó thở và khả năng không qua khỏi, nghi đã nhiễm Covid-19. Bài viết thứ hai thông tin bà Châu đã mất và mặc dù gia đình kêu gào trong điện thoại từ lúc sáng, nhưng các cơ quan của phường quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa đi bệnh viện. Và thông tin chia sẻ trên Facebook của ông Hải đã thu hút nhiều người quan tâm, ngộ nhận rằng bà Châu mất do Covid-19 và địa phương không đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online thì gia đình và bà Châu cho hay bà bị mệt từ sáng ngày 27 tháng 7, gia đình đã gọi đến trung tâm cấp cứu, nhiều bệnh viện y tế, phường và quận nhưng nơi thì không bắt máy, có một số nơi hứa đến nhưng không đến. Đến trưa thì người nhà gọi nhờ ông Hải có xe chở bệnh nhân cấp cứu làm từ thiện. Nhưng theo gia đình, vì người bệnh không có xét nghiệm âm tính Covid-19 nên không đưa đi bệnh viện cấp cứu được. Theo thông tin từ gia đình, từ Châu bị viêm phổi cấp âm tính với Covid-19, phản hồi thông tin trên, ông Phạm Thành Kiên, bí thư quận ủy quận 3 cho hay bà Châu mất do viêm phổi hoàn toàn không liên quan đến dịch Covid-19. Kết quả xét nghiệm của bà Châu là âm tính với Covid-19, vì vậy địa phương để cho gia đình lo hậu sự, quan tài tự gia. Còn về việc cho rằng địa phương nhận được cuộc gọi kêu cứu từ gia đình mà không đến đưa đi bệnh viện cấp cứu thì ông Kiên cho hay qua kiểm tra thì gia đình có cuộc gọi đến phường Võ Thị Sáu vào lúc 15:36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người quá cố lúc 15:45. Còn gia đình gọi đi những nơi nào trước thời điểm gọi cho phường thì địa phương không biết. Kết quả test thì người mắc âm tính với Covid-19, vì vậy thông tin trên Facebook ông Hải phản ánh là không chính xác. Ông Kiên khẳng định, và đó là thông tin ngày 28 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này, bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt anh em.